cho chúng tôi xúc sắc xúc xẻ năm mới năm mẹ nhà nào còn hức mở cửa cho chúng tôi bước lên giường cao bé sẽ thấy đôi rồng ấp nếu bước xuống giường thấp bé sẽ thấy đôi rồng trầu nếu bước ra đằng sau sẽ thấy nhà ngói lợp dơi ông còn buộc ngựa ông còn cầm ông sống 105 tuổi lẻ giờ ông sinh đẻ đứa con tốt lành cái mà tốt lành xúc xắc xúc xẻ năm mới năm mẹ nhà nào còn hân mở cửa cho chúng tôi xúc xắc xúc xẻ năm mới năm mẹ nhà nào còn hân mở cửa cho chúng tôi.